Quý vị và các bạn đang tiếp tục chương trình Chào buổi tối với chúng tôi trong câu chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi như trong phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã chia sẻ một đĩa những đồ vật mà trong chương trình hôm nay chúng tôi gọi đó là những tử thần. Những đồ vật rất nhỏ bé, vô tri, vô giác, tưởng chừng như là vô hại, nhưng trên thực tế thì có thể cướp đi sinh mạng của nhiều con người, cụ thể ở đây là những đứa trẻ. Và vì thế sẽ không quá lời khi chúng ta gọi chúng là những tử thần. Vâng, câu chuyện đau lòng về một cháu bé 2 tuổi ở quận Hà Đông, Hà Nội tử vong do hóc kẹo trong cổ họng vừa mới xảy ra vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho các ông bố bà mẹ trước nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con em mình. Theo lời kể của anh Phạm Thanh Sơn, bố của cháu bé, thì vào chiều ngày 11 tháng 3, khi con anh vừa ngậm kẹo vừa chơi ở sân nhà thì bị ngã và hóc viên kẹo trong cổ họng. Và ngay sau đó gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng bé vẫn không qua khỏi. Vâng, một sự mất mát thực sự rất đau lòng và không đáng có, nhưng nó đã xảy ra. Và tôi xin nhấn mạnh đây không phải là trường hợp duy nhất và có thể sẽ không phải là trường hợp cuối cùng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Trong câu chuyện này thì các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho cháu bé có nói rằng là giá như gia đình biết cách sơ cấp cứu ban đầu cho cháu bé thì có thể mọi chuyện đã khác. Vâng, và chúng tôi cũng tự hỏi rằng có bao nhiêu người lớn trong số chúng ta biết cách xử trí cấp cứu cho con trẻ khi mà chúng hóc phải các dị vật hay bị sặc. Và trong chuyện tối nay thì chúng tôi muốn bàn tới vấn đề này với mong muốn là cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết nhưng lại ít người biết để phòng những cái chết không đáng có ở trẻ nhỏ khi chúng hóc phải các dị vật hay là bị sặc. Và trước khi gặp gỡ với một vị khách mời trong trường quay ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một phòng trưng bày đặc biệt sau đây với những hiện vật mà có thể sẽ khiến những người làm cha làm mẹ sẽ phải rùng mình. Đấy, thế những bạn rất trẻ, 20, 21. Đó, và tôi còn có tư liệu để các bạn xem. Thực ra thì cái còi này là các cháu ngậm. Ngậm thì hoàn cảnh xảy ra là đùa nghịch, xong rồi nó hóc vào trong đường thở. Nhá, thì với cái còi này thì chúng ta thấy là nó chui vào trong đường thở là nó sẽ nằm như này. Đó chỉ là một trong hàng chục những dị vật đã từng gây nghẹt đường thở ở trẻ nhỏ mà bác sĩ Lâm đã cấp cứu. Trẻ nhỏ có thể bị hóc, sặc những dị vật nhỏ. Còn trẻ lớn có thể hóc những dị vật to hơn nhiều. Là khoảng 5 phân, đây là một chiếc đinh 5 phân tồn tại trong đường thở của một bệnh nhân 10 năm. Và đây là một hoàn cảnh xảy ra hóc là khi mà bệnh nhân ngậm đinh trong lúc làm việc và chỉ đến khi mà có tình trạng viêm phổi, viêm phế quản kéo dài, đến khi chụp phổi thì mới biết được. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do hóc dị vật. Đa phần các trẻ được đưa đến viện trong tình trạng nặng và không được sơ cứu ban đầu. Số lượng nhiều đến mức những dị vật được lấy ra từ cổ họng trẻ bị hóc, bệnh viện trưng bày lại trong một chiếc tủ riêng để phục vụ công tác giảng dạy sinh viên cũng như cảnh báo cho nhiều bậc phụ huynh. Khi mà dị vật đường thở nó rơi vào, nếu nó rơi vào cái thanh quản bít tắc toàn bộ cái đường thở, chắc chắn bệnh nhân chết nếu không được cấp cứu kịp thời. Và đấy là những cái nguy cơ. Ngoài ra thì nếu mà rơi xuống dưới cái chỗ rộng hơn một chút, nó vẫn có thể di chuyển đến cái chỗ hẹp và bệnh nhân vẫn có thể chết. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái việc cấp cứu tại chỗ cũng rất quan trọng. Mỗi tháng, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp nhận hơn chục trường hợp trẻ bị hóc dị vật. Phần nhiều trong số đó đều không qua khỏi. Vâng, và xin giới thiệu vị khách mời trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là bác sĩ Lương Quốc Chính. Bác sĩ Chính thì hiện đang công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai và xin cảm ơn bác sĩ Chính đã dành thời gian cho Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin được hỏi là những dị vật như là chúng tôi vừa mới nêu ở phần đầu của chương trình, đó là thạch, đó là những quả nho rất nhỏ hay là chìa khóa đồng xu. Vậy thì trong quá trình công tác ở tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ Chính có thường xuyên gặp những bệnh nhân bị đưa đến cấp cứu bởi vì hóc một trong số những dị vật như thế này hay không? Trong suốt mười mấy năm làm việc thì năm nào cũng phải nói là năm nào chúng tôi cũng gặp những cháu bị hóc dị vật vào và thường vào trong trẻ rất nặng thì tất cả những cái dị vật này đều có thể gây ra cái tình trạng vậy. Chúng tôi hay gặp nhất là hạt na, rồi là quả nhãn, rồi là thạch, đấy, rồi là kẹo. Đấy, thì tất cả những cái dị vật này đều có khả năng gây một cái tình trạng hóc cho trẻ. Vâng, hạt na nhỏ như vậy vẫn có thể gây hóc đường thở cho trẻ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Những tình trạng của các cái bệnh nhân khi bị hóc và được đưa đến khoa cấp cứu của bác sĩ và bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho những bệnh nhân đó thì thường là các bệnh nhân ở trong tình trạng như thế nào? Tất cả những cái bệnh nhân mà chúng tôi đã cấp cứu ở trong nhiều năm qua thì thường đến trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn rồi. Tất cả.
Một trường hợp khá nặng đúng không ạ? Vậy có trường hợp nào bác sĩ nhớ nhất ạ? Cái cách đây khoảng hơn một năm thì có một cháu bé nhà ở Hoàng Mai ấy bị hóc cái quả nhãn trơn ấy vào họng. Thì ở nhà thì bố mẹ cháu cũng không sơ cái gì, bê thẳng đến khoa. Thì vào khoa thì trong tình trạng ngừng tuần hoàn rồi, chỉ biết là cháu bị hóc, còn không biết là hóc cái gì. Đấy, thì chúng tôi đã tiến hành là hồi sinh tim phổi ngay và phải dùng đèn soi mở miệng cháu nhìn thấy cái hạt nhãn, quả nhãn trong đấy, hạt quả nhãn thì dùng panh gấp được ra và cấp cứu cho cháu. Thì cũng may là cháu tim cháu cường đập lại được và chúng tôi đã chuyển về khoa nhi điều trị vài tháng trời. Đấy, thì nhưng mà để lại cái di chứng rất nặng nề là bại não. Vâng, thưa anh, trong phóng sự vừa rồi thì có cái thông tin đó là bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương mà bệnh viện Bạch Mai tôi nghĩ cũng vậy thôi, sẽ tiếp nhận thường xuyên những cái ca trẻ bị hóc dị vật, mà tim buồn là rất nhiều trong những ca đó thì lại không qua khỏi. Cái tình trạng này thì cho thấy phản ánh một cái thực tế gì thưa anh? Cái này thì phản ánh một thực tế là gì? Cái kỹ năng sơ cứu của các cái bậc phụ huynh của cộng đồng là thường như là bằng không. Đấy là phải là khẳng định luôn. Đấy, thế nên là tất cả những cái trường hợp mà bị hóc dị vật vào ấy, thì thường là đã ngừng tuần hoàn rồi khi mà đã vào viện. Đấy, chỉ là mình nghĩ là bệnh viện, y tế, rồi là truyền thông phải có những cái biện pháp, có những cái giáo dục về sơ cứu thật tốt cho cộng đồng để làm sao mà cộng đồng phát huy được cái kỹ năng sơ cứu giúp cho trẻ. Vậy thì cái gọi là cái thời gian vàng nào thì giúp cho những cái trẻ mà bị chẳng may bị hóc dị vật có thể bảo tồn được cái sự sống của mình ạ? Cái quan trọng nhất là mình phải phát hiện ngay khi trẻ bị hóc, là mình phải phát hiện và sơ cứu ngay tức thì đấy là cái thời gian vàng. Chỉ cần chậm vài phút thôi là có thể trẻ tử vong. Vâng, cũng trong phóng sự vừa rồi thì vị bác sĩ của bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì có nói rằng là, và bác sĩ cũng vừa nói rằng là hiện nay thì cái kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ bị hóc dị vật của các bậc phụ huynh là bằng không. Vậy thì trong chương trình này rất là muốn bác sĩ có thể hướng dẫn những kỹ năng cần thiết và dạ, cơ bản nhất mà phụ huynh nào cũng có thể làm được để chúng ta tránh những cái tai nạn đáng tiếc ạ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Cảm ơn chương trình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái kỹ năng sơ cứu sặc dị vật đường thở cho trẻ dưới 1 tuổi. Cụ thể là các trẻ từ khoảng từ 3 tháng tuổi trở lên. Đấy, thì đây là một cái mô hình một trẻ ước chừng khoảng tầm 3 tháng tuổi. Thì thông thường ý, là khi, cái tình huống mà trẻ bị hóc ý, là thường khi mà mới ăn xong đấy, thì đã đặt nằm ngửa. Hoặc là trẻ đang chơi và cầm đồ vật xung quanh thì vô tình cầm những cái đồ vật để đưa vào miệng. Đấy, thì khi mà đứng trước một cái tình trạng mà trẻ đột ngột đang chơi hoặc đang vừa ăn xong hoặc đang ăn tím tái, dãy dụa, đấy, thậm chí là khóc hoặc không khóc được, đấy, thì mình phải sơ cứu ngay. Thì có một số cái tình huống như thế này. Đấy, tình huống thứ nhất thì trẻ mà bị sặc, chúng tôi có thể gọi là tắc nghẽn đường thở không hoàn toàn, hoặc là gì, có bị sặc nhưng mà dị vật ra được, hoặc là bị sặc nhưng dị vật chưa vào phổi thì nó qua cái giai đoạn hội chứng xâm nhập. Thì lúc đấy trẻ vẫn có thể khóc được, trẻ vẫn có thể nói được nếu mà nói, hoặc là gì, mặt đỏ, trẻ đỏ lên, nhưng mà rõ ràng là ví dụ là cháo sữa ở trong miệng nó bị phun ra. Đấy, thì lúc đấy thì mình phải có biện pháp sơ cứu tốt cho trẻ, ví dụ như là gì, nhanh chóng đặt nằm trẻ nằm nghiêng đấy để dẫn lưu tư thế để làm sao cho các cái chất dịch, chất nôn nó ra ngoài. Mình tuyệt đối trong những trường hợp như thế này, nhất là trẻ còn thở được, còn nói được, thì không được làm các niệm pháp vỗ dung hay ấn ngực. Đấy, cố gắng để cho trẻ nằm nghiêng, ngửa cổ trẻ ra để mở cái đường thở và cho trẻ nằm nghiêng để hỗ trợ để trẻ chất nôn ra ngoài. Đấy, hoặc là có trẻ có ho sặc sụa ấy. Đấy là hội chứng xâm nhập, thì cái tạo thuận cho cái dị vật nó bắn ra ngoài. Đấy, nếu mà trong cái trường hợp mà trẻ đang nằm chơi như thế này, đấy, thì đột ngột là mặt tím lên, nghe tiếng thở rít đi, hoặc là tiếng thở khò khè, đấy, rồi là không thể khóc được. Đấy, rồi là gì, thậm chí trẻ lớn hơn thì họ có thể là ôm lấy cổ. Đấy, thì lúc đấy mình phải nghĩ ngay đây là một cái sặc dị vật đường thở và có tắc nghẽn hoàn toàn. Thì lúc này cái biện pháp vỗ dung hoặc là ấn ngực rất quan trọng. Cụ thể như thế tuy nào? Nhiên cả hai cái trường hợp là sặc dị vật đường thở không hoàn toàn hay là sặc dị vật đường thở hoàn toàn, mình không cố gắng dùng hẳn bàn tay để móc vào miệng trẻ, vì cái động tác này vô tình có thể đẩy dị vật vào trong, rồi là kích thích
cả thanh quản nó co thắt lại thì có thể làm cho đường thở nó càng bé. Đấy, thì lúc này mình chỉ hỗ trợ trong trường hợp mà tắc nghẽn đường thở như mình vừa nói, thì lúc đấy mình phải khẩn trương là gì, dùng bàn tay phải ốp ra sau lưng trẻ, cầm lấy cái đầu trẻ như thế này đấy, sau đó là dùng bàn tay đối diện ôm lấy cằm trẻ, ngửa đầu trẻ lên, mình lật ngược lại đấy, hạ thấp trẻ xuống như thế này, một cái góc dốc xuống này để tạo thuận theo cái trọng lực, hy vọng là chị vật nó ra, và mình dùng nghiệm pháp vỗ lưng là vỗ mạnh dứt khoát vào lưng trẻ 5 lần, mà ở giữa hai bả vai, giữa lưng này. 1, 2, 3, 4, 5. Thông thường, nếu mà mình mà phát hiện sớm, kịp thời, ấy, thì chỉ cần là 5 lần vũ lưng này là dị vật có thể bắn ra được. Thì còn nếu mà chưa thì sao? Nếu mà dị vật vẫn chưa ra được, đấy, mà trẻ vẫn cử động được, đấy, nói chung là... chưa bị ngất đi. Chưa bị hôn mê, đấy. Thì mình sẽ quay ngược lại trẻ. Lúc đấy một tay còn lại sẽ ôm lấy đầu và áp vào lưng trẻ và mình quay ngược lại. Và vẫn để tư thế dốc như thế này. Đấy, và ngửa đầu trẻ nhá. Vâng. Tay này thì ngửa đầu trẻ và mình dùng một ngón tay còn lại để ấn ngực. Dùng hai ngón tay để vào giữa ngực. 1/2 dưới của xương ức. Ấn xuống dưới và lên trên. 5 lần. 1 2 3 4 5. Các bạn nên nhớ là cái lực ấn này thì làm sao mà cho thành ngực của trẻ lún được xuống khoảng 3 cm. Đấy, 5 lần như thế, vâng, khá mạnh. Nếu vẫn không được đấy, thì mình lại làm liên tục như vậy, tương tự như kia đấy. Trong trường hợp mà mình mà làm đi làm lại các cái nghiệm pháp vỗ lưng và ấn ngực mà cũng diệt không ra được, mà trẻ hôn mê, thì lúc đấy mình phải khẩn trương là đặt trẻ xuống để hồi sinh tim phổi. Đấy. Trong trường hợp là lúc này trẻ đã ngất đi rồi, đúng không? Đã hôn mê đấy, và khi mà đã hôn mê thì mình coi như trẻ ngừng tuần hoàn. Vâng, và mình sẽ lúc này thì biện pháp cuối cùng là gì ạ? Biện pháp cuối cùng là mình sẽ phải hồi sinh tim phổi. Thì khi mà trường hợp mà dị vật ra được rồi thì mình làm hồi sinh tim phổi ngay. Nhưng mà dị vật chưa ra được thì lúc đấy mình phải tìm cách lấy được dị vật trong họng ra. Là có thể là dùng tay móc họng hoặc là dùng đèn soi để lấy bất cứ gì để gấp dị vật ra. Sau đó mình sẽ hồi sinh tim phổi. Thì hồi sinh tim phổi thì cũng dùng hai ngón tay để ấn ngực với tốc độ 100 lần trên phút. Ấn xuống sâu khoảng 4 cm. 1 2 liên tục. Đấy, 100 lần trên phút, và cứ 30 lần mình sẽ thổi ngạt 2 lần thì sẽ ngửa cổ trẻ lên. Đấy, để mở đường thở, và sau đó mình thổi ngạt 2 lần. Riêng ở trẻ nhỏ thì cái miệng của mình có thể ôm hết cả mũi và miệng của trẻ thì có thể được, nhưng trẻ lớn thì mình phải bịt mũi lại. Và tương tự như vậy mình sẽ quay lại để ấn ngực. Các bạn nên nhớ là trong quá trình hồi sinh tim phổi như thế này hoặc là cấp cứu trẻ này, nếu mà có thể được thì các bạn phải gọi thêm người hỗ trợ hoặc là gọi dịch vụ y tế cấp cứu tới, thì họ có thể là giúp các bạn để cứu trẻ. Vâng. Vậy thì còn trong trường hợp mà trẻ bị sặc cháo thì bác sĩ có thể nói một cách ngắn gọn là trong trường hợp bị sặc cháo thì bố mẹ cần phải lưu ý gì ạ? Trong trường hợp bị sặc cháo ấy, thì thông thường là sặc cháo là do cháo từ trong dạ dày nôn ra. Đấy, thì khi mà trẻ vẫn còn có thể khóc được đấy, và chất nôn vẫn ở trong miệng, thì mình phải nhanh chóng là đặt lật nghiêng trẻ. Đấy, hoặc là có thể bế trẻ lên để nghiêng đấy, để cho chất nôn nó dẫn lưu ra ngoài. Bên cạnh đó mình có thể là hỗ trợ làm sao kéo chất nôn của trẻ ra ngoài. Đấy, có thể dùng các cái chất khăn mềm để kéo ra ngoài. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Chính vì những kinh nghiệm, những chia sẻ rất là hữu ích với các bậc phụ huynh mà trong gia đình đã có con nhỏ. Và thưa quý vị, là sẽ chẳng ai muốn những tai nạn rất lãng xẹt kiểu như là hóc dị vật xảy ra với con em mình. Nhưng đáng tiếc là nó lại là tai nạn thường xuyên xảy ra và đã từng cướp đi tính mạng của không ít trẻ. Nếu không kịp thời xử lý thì chỉ sau khoảng 5 đến 6 phút, dị vật chèn đường thở sẽ khiến cho bé ngừng thở, suy hô hấp dẫn tới tử vong rất nhanh. Và chúng tôi hy vọng là những câu chuyện và chia sẻ của bác sĩ Chính trong trường quay ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta những thông tin và kinh nghiệm hữu ích nhất giúp các gia đình bảo vệ an toàn cho con em mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lương Quốc Chính đã tham gia chương trình. Và thời lượng của Chào Buổi Tối hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.